anh không hề quan tâm tới lễ hội cánh rễ. Trong khi Devadatta không ngừng luyện tập, còn anh thì sao? Dù không tin tưởng nơi ta, ít ra cũng nên tin vào tình yêu của mình chứ, cô ba. Sức mạnh ở nơi tâm trí, chứ không phải là nơi cơ thể. Ý chí càng vững vàng là cách để chiến thắng. No.